giờ mình sẽ quay video, thì có bạn hỏi mình là làm video ghép ảnh, kiểu gì? Mình chỉ làm video này vì có vài người không xài được ước cấp cất. Bạn vào ép cấp cất. rồi mình vào ép cắp cắt rồi như mình chỉnh qua mẫu các bạn muốn tìm mẫu tùy thích như mình tìm mẫu hai ảnh mình chọn cái đầu các bạn chọn sử dụng mẫu giờ các bạn chọn ảnh hoặc video các bạn nhấn vào ảnh mình thích chọn ảnh xong các chọn tiếp theo rồi các bạn chọn xuất nhà được rồi giờ các bạn ấn khác rồi đăng các bạn muốn đăng bây giờ thì ấn vào ép các bạn muốn đăng nha mà muốn lưu thì ấn vào xong hết bái bai